Các bạn đang nghe chuyện Biệt đội săn quỷ Chỉ đã phát sóng duy nhất trên kênh youtube MC Nguyễn Thành Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo Hôm nay thì chúng ta cùng nghe Quyền thứ bảy có tên Động tiên Bạch Thạch Trường thứ 16 Lên thuyền Người dịch Ngọc Anh Giọng đọc Nguyễn Thành Nếu có thể Giờ mong các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Có bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai anh Dương mời lên chiếc thuyền gỗ lớn kia được bao lâu cơ chứ? Trước đó, dân quân bảo chúng tôi ở dưới chờ anh Tan nửa tiếng. Bây giờ còn chưa đến 10 phút mà đã đi lên. Thì tôn mập quá không tin tưởng hai anh dương rồi tôi nói luôn hiện tại lên có sớm quá không bên đâu đại dương tìm thấy chu đế rồi và đang quay về thì sao giờ chúng ta mà đi lên đánh động không khéo lại thành hại bọn họ đấy với lại trên đó không có chút âm thanh nào cả nếu có chuyện gì thì phải nháo nhào lên rồi chứ mà tôi nhìn kiểu gì cũng không giống hai anh dương bị ăn hành chính vì không có chút động tinh nào mới chứng tỏ bọn họ gặp nhiều phiền phức đây. Tôi mập ngẳng đầu thở dài, nhìn lấy con thuyền gỗ lớn tiếp lời. Ơ đà, không phải tôi nói chứ. Nếu cậu là đại dương mà thấy chu đế bị bắt tới đây thì có nén giận nổi không? Với tên cách của đại dương, không đập con thuyền này ra đã là tốt lắm rồi. Bây giờ trên thuyền im ắng như vậy mới là điểm lạ đấy. Trường hợp thứ nhất, trên thuyền có người mà đại dương không thể trêu vào anh ta và anh Dương đang tìm cơ hội cứu chu đế ra. Lúc này cậu xuất hiện, chẳng khác gì trợ giúp đúng lúc. Cậu nói xem, có nên đi hay không? Tôi bập nói tên đây, thì thở ra một hơi rồi tiếp tục. Hoặc là trường hợp thứ hai là, trên thuyền có một người, đại dương không thể trêu vào. Anh ta và anh Dương vừa đi lên, đã bị người kia lặng lẽ khống chế. Bây giờ, hạ anh Dương không rõ sống chết. Cậu đi lên sớm còn có thể cứu bọn họ Trừ khi trên đó có nhân vật tầm cỡ cụ ngô Còn đâu ba người các cậu cộng lại vẫn cố được nha Nếu chúng ta thật sự chờ đủ nửa tiếng mới bỏ lên Thì chuyện trên đó đã xong rồi Cậu chỉ có thể một thân một mình Đương đầu với kẻ mà đến cả đại dương Cũng không thể trêu vào kia thôi Tôi Thế Tôn Mập nói cũng có lý Không có cách nào phản bác Nhưng điều tôi băn khoăn là không biết lên thuyền kiểu gì bây giờ Hai anh Dương đều có cách riêng của họ Nên còn tôi Hình như ngoài leo chay lên đấy ra Thì chẳng còn biện pháp nào cả Khi chuẩn bị nhảy lên Bám vào thân thuyền lớn Anh măn của tôi lại lướt tới Nhìn hai thanh kiếm ngắn đang cầm trong tay Đầu bông này ra một ý Không biết liệu hai thanh kiếm này Có thể giúp tôi bay lên không nhỉ Đây là chuyện trước này Tôi chưa từng nghĩ tới cũng chưa từng thử Nhưng hình như bây giờ Không còn cách nào thích hợp hơn Việc dùng hai thanh kiếm để bay lên Đang định điều khiển hai thanh kiếm Bay lên bong thuyền Thì bị tôn mập phát giác ý đồ Cậu ấy lập tức buộc một đầu dây thần Vào cổ tay tôi và nói Ơn, à, lên đây rồi Thì đừng có quên kéo tôi lên nha Tôi ngờ ra hỏi cậu ta Đại Thánh à Cậu nên chờ ở đây thì hơn đấy Ít ra ở đây cũng an toàn hơn trên đấy các cậu lên đấy cả rồi chiếc thuyền này mới là nơi không an toàn đấy tôi mập thở dài à, không phải tôi nói chứ đi theo các cậu thì cái mạng già này của tôi mới được đảm bảo hơn một chút bây giờ chỉ có mình tôi ở lại trên thuyền nếu có chuyện gì xảy ra bốn phát đạn một mũi tên cùng lắm tôi chống cự được bốn lần nếu có lần thứ năm chắc chỉ có đường nhắm mắt chờ chết thôi có vẻ để tôn mập ở trên thuyền một mình Cũng chẳng phải y hay Và lại có cậu ấy đi cùng Nếu gặp chuyện gì tôi không nghĩ ra Thì cậu ấy còn động não giúp Nhìn thế nào cũng không có hại Nhưng tất cả những chuyện này Còn phải chờ xem Tôi có thể lên con thuyền kia được hay không đã Tôi lập tức nắm chắc Chuôi hai thanh kiếm Sau đó điều khiển chúng bay lên Ý nghi vừa xuất hiện trong đầu Thì cảnh vật trước mắt đang nhoáng lên Tôi cảm giác được có hai nguồn sức mạnh rất lớn đang kéo tôi lên không trung. Sau đó đẩy tôi vào trong bong thuyền. Chỉ một cái chớp mắt thế mà tôi đã lên đường bong thuyền. tuy lúc rơi xuống hơi chơi với, nhưng cuối cùng cũng chạm đích an toàn. Tôi lấy lại bình tĩnh rồi đi về phía mạn thuyền sát bên du thuyền. Lúc này tôi mẩm đã buộc dây thừng vào eo mình và đứng trên du thuyền liên tục ra hiệu với tôi. Y bảo tôi mau kéo cậu ấy lên tôi lập tức kéo anh béo, nặng gần 150 cân, từ từ lên thuyền. Sau khi lên tới nơi, tôi mập nằm thẳng cẳng trên bong, thở hồng học. chờ tới khi lấy lại sức, mới đi một vòng xung quanh. Để gió bố trí của bong thuyền xong, thì nói với tôi. Ở à đây, lúc này hẹn cậu ở trên không trung, có thấy trên bong thuyền này có chỗ nào bất thường không? <laughs> Vừa rồi nhanh quá, sao có thời gian đi được chỗ nào bất thường chứ Lúc này, tôi cũng bắt đầu xem xét xung quanh. Trên bong thuyền to như vậy, mà không có lấy một bóng người, tôi nói với Tôn Mập, nếu cậu cũng lên đây rồi, thì sau đó làm gì tiếp, tôi nghe cậu đấy. Tôn Mập nhe răng cười, à, không cần khách sáo nữa, tôi thấy phía trước có đường, cơ đi ra rồi tính tiếp. Tuy miệng bảo là phía trước, nhưng cậu ta lại kéo tôi liên tục lùi ra sau, lùi được mấy chục bước, thì phát hiện âm thanh phát ra... Từ mặt sàn dưới chân... Chứng tỏ bên dưới là khoảng trống... Tôi mầm chẳng hề ám chỉ tôi cái gì... Thân hình hơn một trăm ký của cậu ấy... Đột nhiên bật lên... Trở tới khi tôi hiểu ra cậu ấy định làm gì... Thì đang nghe thấy tiếng huỵch... Tôi mầm rơi xuống... Và vờ mặt sàn thuyền dưới chân... Thành một cây hố to... Tôi và cậu ấy... Cùng rơi vào trong khoang thuyền... Cùng lúc rơi xuống dưới... Chúng tôi cùng nghe thấy một tiếng cười lạnh vang lên trên đầu mình. Sau khi tiếng cười này biến mất, trên đầu lại vọng đến bờ loàn tiếng bước chân. Nhìn được tiếng bước chân này không đi về phía chúng tôi mà ngày càng chạy ra xa. Chẳng bao lâu đã hoàn toàn biến mất. Tới tận khi tiếp đất, tôi vẫn luôn để ý đến tiếng động trên đầu mình. Khi mọi âm thanh đã không còn, tôi mới có tâm trạng quan sát tình hình xung quanh. Đây là một căn phòng nhỏ đằng bên trong không có bất cứ thứ gì cả Chúng tôi đứng đợi thêm một lúc Xác định người trên đỉnh đầu đã đi xa Và không quay lại đánh bất ngờ Mới mở cửa phòng Tôi thỏ đầu ra ngoài quan sát trước Cũng không phát hiện có ai giống thuyền viên xuất hiện Tôi bèn dẫn Tôn Mập đi ra ngoài Ngoài cửa là một hành lang dài Đối đầu này với đầu kia của con thuyền Hai bên hành lang là các căn phòng nhỏ Bây giờ Chúng tôi cũng không có lòng dạ nào Mà đi kiểm tra từng phòng một Tôi và Tôn Mập đi thẳng một mạch Theo hành lang Ngầu nhiên mở thử cửa Của mấy căn phòng ra xem Nhưng cũng chẳng thấy bóng hai anh Dương Hai người của chu đế đâu Chúng tôi đi đến hết hành lang Quay đường là một cầu thang dẫn xuống dưới Khi đến đây Tôi phát hiện ra Một cây đinh đồng cơ lớn Nằm trên thềm cầu thang Đúng là loại đinh mà Dương Kiêu thường mang trên người Xem ra tôn bập nói đúng Hai anh Dương gặp phiền phức thật rồi Nếu không Dương kiêu Sẽ không vứt đồ của mình ở đây Tôi mầm cất đinh đồng đi Sau đó tiếp tục đi xuống cầu thang Cảnh tường phía dưới cầu thang Khiến tôi không thể thích ứng ngay trong chốc lát Chỉ thấy tầng thuyền này Giống như một căn phòng ký túc xá lớn Bởi nó chỉ có toàn là giường Điều này không phải điều đặc biệt Cái đặc biệt là trên mỗi chiếc giường Đều đặt một cỗ thây khô. Bất kể là giường võng hay giường dạng ván gỗ, gần như trên mỗi chiếc giường đều có một thi thể khô quắt. Vì thời gian đã lâu lắm rồi, mà những người như Anh Mạc và Tây Môn Liên lại không ở hiện trường, nên cùng khó có thể phán đoán được những thi thể này đã chết bao lâu nữa. Hai anh Dương và Chu Đế đương nhiên sẽ không có ở đây. Tôi mập tinh mắt nhìn thấy cuối khu vực này có một cửa ra. Tôi và Tôn Bập lập tức đi về phía cửa ra Qua cánh cửa này Vẫn là cầu thang đi xuống dưới Khi hai chúng tôi đang chuẩn bị đi xuống Thì đột nhiên Nghe thấy loáng thoáng tiếng ai đó Nói chuyện ở dưới thuyền lên Chúng tôi còn vừa mới nghe qua giọng nói này Chủ nhân của giọng nói bảo chúng tôi đợi tiếng sau mới đi tìm anh ta Chúng ta cùng nghe tiếp chương 17 Mèo Vân chuột Người dịch Nguyễn Thị Mì sư quân đang ở bên dưới phản ứng đầu tiên của tôi chính là Một xuống dưới hợp nhóm với đại dương và hỏi anh ta với dương kêu xem đã có chuyện gì xảy ra sau khi bọn họ lên con thuyền gỗ to lớn này nên tôi vừa mới cất bước định chạy xuống cầu thang thì tôn mập đang ngăn lại cậu ấy di sát miệng vào tai tôi thì thào bằng âm lượng nhỏ nhất đừng người ở dưới không phải đại dương đâu trong lúc nói những lời này Tôn mầm vẫn đang chăm chú quan sát cầu thang ở phía dưới Đồng thời rơi nỏ ngắm bắn thẳng xuống Có vẻ như cậu ấy cũng chẳng thèm quan tâm bên dưới Có phải dương quân hay không Chỉ cần có người xuất hiện Cậu sẽ bóp lấy nỏ ngay Trong những trường hợp thế này Tôn mập gần như chưa phán đoán sai bao giờ Dù giọng nói của người bên dưới Nghe giống hệt giọng dương quân Nhưng tôi vẫn chọn tin vào tôn mập Tôi nghĩ nghĩ giày lát rồi lặng lẽ thả kiếm tội ra để nó em san vào dìa tường bên cạnh chỉ cần có kẻ không phải là hai anh dương hoặc người của chu Doan văn xuất hiện tôi sẽ điều khiển kiếm tội chém tới người ở bên dưới vẫn đều đang lẩm bẩm một mình tôi không thể nghe rõ hắn ta nói gì âm thanh kéo dài chừng 7-8 phút mới thay đổi không còn là giọng của dương quân nữa mà là tiếng nói của một người khác chất giọng này đã bị biến âm đầu tiên hắn ta cười khẩy sau đó mới cất lời <laughs> các người thông minh hơn hai tên vừa mới lên thuyền đấy ông đây còn muốn lời một chút nhưng giờ xem ra không tự hành động thì không xong rồi khi những chữ cuối cùng được thốt ra một luồng khí manh liệt cũng đột ngột ẩm từ phía dưới lên luồng khí này vừa nhanh vừa mạnh khiến tôi nhất thời có cảm giác ngộp thở trong những người mà tôi biết đến công chỉ khí của những nhân vật cơ ngô nhân địch và thượng thiện là vượt trội hơn kẻ này tôi Bẩm cũng cảm nhận thấy luồng khí ập lên khẩu súng trên tay trái của cậu ấy liền nã bốn phát đạn về phía phát ra âm thanh một cách không hề khách sáo sau khi xả hết đạn cậu ấy quay ngoắt người chạy ngược lên trên vừa chạy vừa gọi tôi ờ à, lần này không xử được rồi về du thuyền ngay để ngô miễn với thượng thiện tới cứu thôi Xưa này Tôn Mập chưa bao giờ gọi thẳng tên cũ của Ngô Nhân Địch. Bây giờ làm thế nghĩa là sao? Để tôi đã nhanh chóng hiểu ra ý đồ của cậu ấy. Bài Tôn Mập còn chưa nói xong. Thì ở phía dưới cầu thang lại vòng tới tiếng nói của kẻ giấu mặt kia. Ngô Miễn sao? Chúng mày còn quen cả Ngô Miễn à? Vậy thì càng không để chúng mày thoát được. Âm thanh vừa dứt, một cái bóng màu trắng đã xuất hiện ở chân cầu thang nơi chúng tôi có thể nhìn thấy. Ngay khi cái bóng trắng lộ diện, kiếm tội đã tự động bay về phía hắn ta. Bao người đã cảm nhận được sự tồn tại của kiếm tội. Cổ lông kiếm tội lao tới, hắn giơ tay lên và nhanh như cắt, gầy nhẹ vào mũi kiếm. Chuôi kiếm tội tức thì rơi vào trong tay của hắn. Còn mối liên kết giữa tôi và kiếm tội thì biến mất. Dù tôi có sử dụng ý niệm để liên kết lại với kiếm tội thế nào nó cũng chẳng mảy may phản ứng Tôi lập tức Vùng thanh phạt lên định phản công Nhưng lời kế tiếp của cây bóng trắng Đã khiến tôi từ bỏ ý định Vội quay đầu chạy theo tuần mập Bao người màu trắng Ngắm nghĩa thanh kiếm tội trong tay Rồi cười lên như một gã điên Cười xong thì ngẩn lên Nói với tôi Không ngờ à, Thanh thần binh này lại rơi vào tay mày. <laughs> Kiếm tội đang nằm trong tay mày, thì quảng nhân không chết, cũng sẽ bị ngô miễn giam cầm. Thật không ngờ cuộc chiến giữa bọn chúng là kết thúc như vậy. Tiếc thật đây, tại sao cả hai không đấu đến chết luôn đi chứ? Rất lời, Bao người lại cười man dại. Đến cả quảng nhân cũng biết thì ít nhất kẻ này cũng phải là người sống ở cùng một thời đại với ngô nhân địch và quảng nhân vừa rồi hắn ta chỉ dùng một tay đã cướp được kiếm tội vậy còn ném kiếm phạt ra cũng chỉ là cúng cho hắn mà thôi tôi còn chần chờ gì mà không chạy cho nhanh chứ khi tôi đang co giỏ chạy theo tôn mập giọng nói biến âm kia lại vọng tới từ sau lưng đã lên thuyền rồi còn muốn xuống thuyền sao dù lại nói nghe rất có tính đe dọa nhưng hắn lại chẳng thèm đuổi theo chúng tôi. Tôi và Tôn Mập mãi miết chạy thẳng lên theo những bậc cầu thang, khi chỉ còn một đoạn cầu thang cuối cùng là có thể lên đến bon thuyền. Âm thanh của kẻ bí ẩn kia lại dội xuống từ trên đỉnh đầu chúng tôi. "Đã bảo là đặt chân lên thuyền rồi thì đừng hòng nghĩ đến chuyện xuống nữa. Hai đứa chúng mày còn không chịu tin à?" Ngay khi giọng nói này vang lên, tôi mập đang chạy phía trước đột ngột dừng lại và gọi tôi Ờ, cậu nhảy xuống với tôi này, Giết lời Cậu ta bất ngờ nhảy cân lên Dồn hết trọng lượng của mình xuống sàn thuyền Sàn thuyền vớ bụp Thành một cây lỗ lớn Còn tuôn bập thì đã rơi vào bên trong rồi Đường thoát đã được cậu ấy mở Tôi liền nhảy theo mà không nghĩ nhiều Sau khi nhảy xuống Chúng tôi không còn nghe thấy âm thanh của tên kia nữa Không biết hắn ta sẽ đón lõng chúng tôi ở chỗ nào đây Công may là chiếc thuyền gỗ này lớn quá thể Khoang thuyền bên dưới thì mở rộng về mọi hướng Nên tên kia không thể tìm ra chúng tôi ngay được Dù năng lực của kẻ này cao gấp mấy lần tôi Lúc nào cũng có thể tóm gọn tôi và tôn mập Nhưng hình như hắn ta đang thích chơi trò mèo vơn chuột Nên không dứt điểm chúng tôi ngay Tôi chạy trong khoang thuyền theo tôn mập một lúc lâu Đã mấy lần bắt gặp cầu thang dẫn lên trên bong thế nhưng bất cứ khi nào tôi mầm thử chạy lên thì giọng nói của tên kia lại vọng xuống đường này không đi được cho chúng mày một cơ hội nữa chạy tiếp đi nói là cho một cơ hội nhưng tới lần sau kẻ bí ẩn kia vẫn làm lại y hẹn câu vừa rồi cứ thế chúng tôi chạy mãi cuối cùng cũng tới khu vực cuối cùng của con thuyền đang định tìm đường khác để chạy còn chưa kịp quay người lại thì giọng nói của kẻ bí ẩn Đã vang lên sau lưng Thôi, cung nhà phúc của hai đứa trúc mày Mà tao đây trời đến phát ngán rồi Tề lông phải tiến trúc mày Lên đường rồi Vừa trông thấy kẻ bí ẩn Đang thong dong bước tới gần đây tôi mập đã nhảy cân lên Có vẻ là lại muốn phát thùng sàn thuyền Rồi mở ra Một lối thoát nữa Tiếc thay hiệu ứng của cú nhảy lần này Không được như hai lần trước đó khi hai chân tôn bập chạm sàn thuyền, mặt sàn không hề bị trọng lượng của cậu phát thùng, mà ngược lại, toàn thân tôn mập run lẩy bẩy, mau mồm mau mũi chảy ràn rụa. Tôn mập cũng chẳng đai hoài, tuy việc mau mồm mau mũi đang chảy ra, cậu ta đặt mông ngồi xuống sàn thuyền, rồi gõ gõ tay kiểm tra thử mặt sàn, sau đó ngược lên khỏi kẻ bí ẩn kia. Ở dưới cây sàn này là gang đúc quả. À? Kẻ bí ẩn bìm cười đáp, đông đây Con thuyền này chở long cốt Vì bảo vệ long cốt Cho nên mới phải đúc bằng gang xung quanh Cơ mà giờ xem ra Trừ bảo vệ long cốt Thì còn để đề phòng thằng mập Giống như mày nữa đấy Thôi được rồi Thắc mắc gì cũng đã được giải đáp Không còn gì tiếc nuối nữa rồi Hai đứa chung mày Có thể yên tâm lên đường rồi đây Vừa nói Hắn ta vừa lấy thanh kiếm tội của tôi ra sau khi nhìn lướt qua thanh kiếm này Hắn mới chuyển sự chú ý sang tôi Ta cũng đang định hỏi chúng mày Về chuyện ở bên ngoài Chẳng hạn như ngô miễn và quảng nhân các thứ Nhưng mà thôi Cũng chẳng phải Chỉ hai kẻ đó muốn mạng của tao ở bên ngoài Nói chuyện của tao càng không hay ho Đưa chúng mày Thẳng đến chỗ đầu thai vẫn hơn đấy Dứt lời Hắn ta ném kiếm tội trong tay ra Trước mặt tôi vừa nhoang lên thì lưỡi kiếm tội cũng đã đâm đến vị trí cổ họng tôi rồi tốc độ này nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với lúc tôi sử dụng nó giờ còn muốn tránh cũng không thể còn đang nghĩ xem nên chết thế nào cho đẹp thì bên tai đột ngột có tiếng choang vang lên kiếm tội bị đẩy văng ra xa ngay thời điểm cả bí ẩn kia ném kiếm tội ra thành kiếm phản cũng tự động rời khỏi tay tôi không cần tôi sai khiến nó đã ngăn được kiếm tội lại phạt kiếm trời sinh kiềm chế tội kiếm sau khi hai thanh kiếm va chạm kiếm tội văng đi rồi tiếp tục bay ngừng trở lại phía này có vẻ kẻ bí ẩn không thể điều khiển được kiếm tội nữa trong lúc kiếm tội bay về chỗ tôi hắn ta cùng lao tới đoàn lấy thanh tội trên đường bay về của nó hắn ta xoay cổ tay một phát lần thứ hai ném kiếm tội vào thẳng chỗ tôi nhưng lần này kiếm phạt vẫn cản được kiếm tội Kẻ bí ẩn không chịu dừng tay Lại trồm lên đoàn lấy kiếm tội Đúng thời điểm ấy Sau lưng tôi Cùng xuất hiện một âm thanh rất nhỏ Cậu lúc âm thanh vang lên Kẻ bí ẩn kia đột nhiên quỳ gối xuống đất Chỉ thấy trên bụng hắn Xuất hiện một mũi tên nhỏ Hết chương thứ 17 Chúng ta cùng nghe tiếp chương 18 Chuột vội trả đòn mèo Người dịch Nguyễn Thị Mì trong khi kẻ bí ẩn đang tập trung vần tôi Tôi mập cũng tìm được thời điểm để ra đòn Nhưng về sau Khi nhớ lại thời khắc này Cậu ấy lại bảo cậu ấy Vốn không hề ngắm bắn trúng được hắn Bởi tốc độ của hắn quá nhanh Dù có thể bắt được mục tiêu Cũng chưa chắc đã bắn trúng Cho nên Tôn mập đang nghi ra một cách khác Nhìn lúc kiếm tội Bị kiếm phạt đẩy ra xa Và bay ngược về Cậu ấy tập trung vào đường bay về Của kiếm tội Vậy mới có thể găm trúng một mũi tên vào bụng của kẻ kia Sau khi trúng một mũi tên Tương mạo vốn rất mờ nhàn của hắn Dần trở nên rõ ràng hơn Đây là một kẻ mặt vuông chữ điển Rất tầm thường Không có gì đặc biệt Lại còn là cái kiểu người Ném vào trong đám đông Sẽ mất hút ngay Duy chỉ có một thứ Khiến người ta lưu lại ấn tượng rõ ràng Có thể nhấc hắn ra khỏi đám đông Điểm đặc biệt duy nhất ấy Chỉ là mái tóc bạc trắng của hắn Hắn ta bị mù một bên mắt trái Và hắn đeo một cái bịt mắt Màu chữ bạc Để che đi con mắt trái bị mù này Giữa miệng bịt mắt Vẽ một phù hiệu hình chữ vạn Của Phật giáo bằng bực tàu Nhạc trông có một cảm giác Nửa này nửa nọ Rất khó tả nhà lông kẻ dâu tên Còn đang quỳ trên sàn thuyền Tôi mập nhanh chóng là một mũi tên mới vào nỏ Rồi bắn thêm một phát nữa Tiếc rằng lần này Kẻ dâu tên đã có đề phòng Dù đang trong tình trạng bị trọng thương Nhưng hắn ta vẫn có thể Tay không bắt được mũi tên Đang trên đường lao tới này Sau đó ném trả nó Về phía cây thân béo ú của tôn mập Còn may cho cậu ấy Là kẻ bí ẩn đang bị thương nặng Đề lực ném tên đi không mạnh Giúp cho tôi có cơ hội Điều khiển kiếm phạt tới chém cái mũi tên đã sắp cắm vào đầu cậu ta lúc này kẻ giấu tên kia đang nghiến răng thận trọng rút mũi tên đang cắm trên bụng mình ra hắn quan sát mũi tên này rồi đến chiếc nỏ trong tay tôn mập và nói nỏ tam thế cơ hả tại sao mày lại có cả thư này đây là đồ của ngô miễn chẳng lẽ y cũng chết rồi hay sao mày nói ngay có phải ngô miễn đã chết rồi hả hắn ta gần như giống lên điên cuồng khiến cho tôn mập sợ toát mồ hôi phải lùi lại mấy bước mới có gan trả lời sống hay chết lát nữa sẽ biết không phải tôi nói chứ lát nữa ngô nhân địch đến thì tự đi mà hỏi anh ấy ấy ngô nhân địch là cái gì mày đang nhắc đến ngô miễn sao thế tôn mập gọi ra cái tên ngô nhân địch nét mặt của kẻ bí ẩn trở nên căng thẳng hắn hết nhìn tôi lại nhìn tôn mập sau đó dừng lại chỗ tôn mập tiếp tục hỏi mày bảo lát nữa ngô miễn sẽ đến là sao sao mày biết lát nữa y sẽ đến mày và y có quan hệ gì tôi mập cười hề hề đáp lời <laughs> à anh cũng đã nhận ra chiếc nỏ này của tôi chính là nỏ à tam thế của đại ca ngô rồi còn gì không phải tôi nói chứ anh ấy sẽ để cho người bình thường kế thừa chiếc nỏ này sao đã nói đến mức độ này rồi anh còn muốn tôi phải huỵch tuẹt thêm nữa hả đoạn tôi mập dừng lại đưa hai tay lên che bớt hai bên nọng mỡ trên mặt nói tiếp tự anh nhìn mà xem đi nếu tôi mà gầy thành thế này thì có phải là giống hệt một khuôn với đại ca ngô không mày là con cháu của ngô miễn sao kẻ bí ẩn nhìn tôn mập hình như chưa kịp nuốt trôi mớ thông tin vừa mới tiếp nhận này bần thần hồi lâu mới nói tiếp không không thể thế được hậu duệ của ngô miễn cư ngụ ở nam kinh lại nói một mảnh con cháu đời sau của ngô miễn đều là nữ giới mày tự nhìn mày mà xem có chỗ nào giống nữ giới không tôi mầm không ngờ cái tên này lại biết nhiều thứ về ngô nhân địch như vậy lập tức vừa chớp mắt lia lịa vừa ưng biến ý anh là nhà họ thiệu ở nam kinh phải không tôi cũng từng nghe anh ngô nhắc tới chuyện có một mảnh huyết thống sống ở nam kinh chẳng qua nhánh huyết thống này từ bấy đến giờ toàn chỉ sinh được con gái không giống như chỗ tôi từ bấy đến giờ toàn chỉ sinh được con trai ấy. cái bí ẩn vốn là một người rất thận trọng sau khi chúng phải một tên của tôn mật và nhận ra lai lịch của chiếc nỏ tam thế hàn phát giác có một số chuyện không phải do hắn không tin mà được hiện tại hắn càng nhìn bản mặt béo của tôn mật càng cảm thấy giống ngô nhân địch. Chỉ tiếng diễn biến tiếp theo của kịch bản lại không xuôi theo mảnh suy nghĩ của tôn mập. Tên bí ẩn trột mắt bỗng bật ra một chàng cười hô hố. Cười một lúc lâu sau mới nói. Không ngờ, bao ứng của ngô miễn lại đến thật đây. Lúc trước y làm hỏng một bên mắt của tao. Giờ tao sẽ cắt đứt nhanh huyết thống này của y coi như là báo thù cho con mắt đã mất kẻ bí ẩn mới nói được một nửa thì nhận ra có một vật tối đang lao về phía đầu hắn không cần nghi nhiều hắn ta lập tức nghiêng đầu né tránh vật thể kia thế nhưng ngay khi hắn vừa nghiêng đầu đi lại một vật thể dài và mảnh lao vào phần cổ họng của hắn gần như cùng lúc hắn nghiêng đầu thì vật thể mới xuất hiện cũng ập tới hắn không thể né thêm nữa và thể này căm thẳng vào giữa cần cổ của hắn Màu tươi liền tuôn trào đưa thác đồ Vừa rồi là sự phối hợp giữa tôi và Tôn Mập Trong lúc kẻ bí ẩn đang bài cười đắc ý Thì Tôn Mập lén lén nhặt chiếc nỏ trong tay cho tôi Sau đó hơi làm động tác nghiêng đầu sang phải Thế tôi đã hiểu rõ ý đồ Cậu ta mê lấy khẩu súng đã bắn hết đạn của mình ra Rồi nháy mắt ra hiệu cho tôi Cuối cùng ném khẩu súng hết đạn và mặt cái tên bí ẩn kia. Đồng như Tôn Mập dự đoán, tên kia nghiêng đầu sang phải, né theo phản xạ, gần như cùng lúc hắn ta nghiêng đầu, tôi cùng bóp lẫy nỏ, một môi tên lao đi vùn vút, cắm trinh giữa yết hầu của hắn. Thay bị chúng tên, Cái bí ẩn vội vàng lùi về phía sau, lùi tới tận một góc tường mới dựa lưng vào đấy, rồi vô cùng thận trọng. Rút mũi tên đang cắm ở cổ mình ra dù không thể kết liễu được hắn nhưng hiệu quả vẫn vượt quá dự định của tôi và tôn mập tôn Mập còn muốn tranh thủ lúc hắn đang bị thương mà tương cho thêm phát nữa nhưng tôi thì hiểu rõ hai chúng tôi sẽ không thể nào chịu nổi đòn phản công sắp tới của hắn tôi vội vàng lôi tôn mập bước vòng qua hắn và chạy về phía ngược lại kẻ giấu tên vừa bị trọng thương chúng tôi có thể nhận lúc then chốt này để chạy ngược về hướng đã đi vào chỉ cần có thể rời khỏi đây rồi Tìm cứu viện ở chỗ Mấy nhân vật như ngô nhân địch Và thượng thiện là ổn Nhìn cái canh hắn ta căng thẳng Khi nghe đến danh sừng ngô nhân địch Tôi không tin hắn có thể Làm gì được cụ ấy Tôi và Tôn Mầm chạy một mạch lên phía trên Sau khi leo qua Hai tầng cầu thang Cuối cùng thì cũng tới bong thuyền Chỉ còn một chút nữa thôi Là chạy đến mạn thuyền Và nhảy xuống để trốn thoát rồi Tiếc rằng đúng lúc này bên tai lại nghe thấy tiếng động rất lớn, kèm theo tiếng động là một cái hốc xuất hiện các chỗ tôi và Tôn Mập đang đứng, chừng 20 mét. Sau đó, một tên trột với nửa thân trên toàn là máu xuất hiện. Thấy hắn lại trồi lên, tôi và Tôn Mập gần như đồng thời co cẳng chạy về phía màn thuyền. Nếu khi chúng tôi vừa bật nhảy lên và chuẩn bị rơi xuống mặt biển, thì một lực hút mạnh bông xuất hiện phía sau, hút ngược chúng tôi trở về. Khiến cả tôi và Tôn Mập Nga ngửa trên bong thuyền Bây giờ tôi có thể thấy Kẻ bí ẩn đang từ từ đi về phía mình Khi tên bí ẩn kia Sắp chạm vào chúng tôi Tôn Mập cứ tưởng là Đang ngất đi vì cô ngã ban nãy Đột nhiên nhảy cẫng lên Ném một vật thể tối gì đó trong tay vào đầu hắn Có vẻ chiều dương đông kích tây vừa rồi Đã khiến kẻ bí ẩn bị ám ảnh Hắn không dám thay đổi vị trí của đầu Chỉ liên tục nhích cơ thể về sau mấy bước. Tôi mầm thấy thế, liền kéo tôi chạy về phía mặt biển ở đối diện. Cái bí ẩn dấu tên lập tức chỉ vào mặt sàn dưới chân chúng tôi. Sàn thuyền liền phát nổ. Đôi lúc tôi và Tôn Mập đang hạ chân xuống Vậy là cả hai chúng tôi Cùng rơi vào trong khoang thuyền Lúc rơi xuống Có nghe giọng nói của hắn ta vang lên trên đầu Chúng mày giỏi rồi Dạ thì đừng trách tao ác Không cho chúng mày chết toàn thây nhớ Vừa nói xong Hắn vừa nhảy xuống theo chúng tôi Nhưng sau khi chạm mặt sàn Hắn lại không thấy tung tích của tôi và Tôn Mập đâu cả Hắn tỏ ra sừng sốt trong giây lát Sau đó Bắt đầu đi lanh quanh tìm kiếm Lúc này Tôi và Tôn Mập đang lo chạy như điên Thời điểm rơi xuống Chúng tôi phát hiện khoang thuyền ở đây được ngăn ra thành rất nhiều căn phòng nhỏ xếp liền nhau Thử mở một cánh cửa lớn nhất trong số này ra Cảnh tượng bên trong khiến tôi và Tôn mập vô cùng bất ngờ. Hết trường thứ 18, chúng ta cùng nghe tiếp trường thứ 19 mang tên Sức mạnh của kẻ giấu tên, người dịch Nguyễn Thị Mì. Có ba người đàn ông tóc bạc đang nằm song song với nhau trên mặt sàn của căn phòng này. Chính là hai anh em họ Dương và người mà bọn họ muốn tìm về. Chu Hoàng Đế, Chu Doãn Văn. Trên người bọn họ không có một vết thương nào nhìn như thể họ đang nằm ngủ vậy nhưng tôi đã thử dùng đủ mọi cách từ lay động đến kích thích mà bọn họ không hề có ý định thức tình bây giờ tiếng bước chân của kẻ bí ẩn giấu tên đang ngày càng gần chúng tôi không thể trần chờ ở đây thêm nữa tôi và tôn bập liếc nhìn nhau sau đó ron rén đi ra từ cửa sau chúng tôi đóng cánh cửa này lại thì cánh cửa vừa rồi chúng tôi đi vào cũng mở ra Tên trột mắt thò đầu vào quan sát thấy không có điểm nào bất thường thì đóng cửa phòng lại Sau khi ra khỏi căn phòng Có hại anh Dương và Chu Đế Tôi với Tôn Mập tiếp tục tìm kiếm Đường đi lên trên Kẻ bí ẩn kia đã trúng phải Hai đòn của chúng tôi Để có thể cảm nhận được rõ ràng Hắn không còn tâm trạng chơi đùa nữa Giờ mà bị hắn bắt được Thì tôi và Tôn Mập gần như đi đời rồi Có điều Hình như từ khi chúng phải mũi tên vào cổ họng Hắn ta đã gặp phải vấn đề gì đó Năng lực phán đoán của hắn Bắt đầu xuất hiện lỗi sai Mấy lần chúng tôi gần như sắp bị phát hiện Thế nhưng đến cuối Lại không sao cả Kẻ bí ẩn chỉ đứng cách chúng tôi Một lớp cửa phòng Gần như trong gang tấc rồi Cứ thế bỏ qua Sau mấy lần thoát hiểm Từ đường tơ kẽ tóc Tôi và tôn mập Tôi được khu vực khoang thuyền Chất đầy thây khô kia Mới bước vào đây Không lâu Thì tiếng bước chân quen thuộc Lại dội đến từ phía ngoài Tiếng bước chân này Đã đẩy đoạt chúng tôi từ nãy đến giờ Vậy nên chẳng còn ai Có tâm trạng lao ra ngoài Chỉ đành trốn dưới đống thây khô Và trốn được một lát Thì cửa khoang thuyền bị mở ra kẻ bí ẩn kia chậm chạp tiến vào Vốn tưởng hắn Sẽ nhìn một cái rồi đi Giống như khi kiểm tra các khoang thuyền khác Được không Chẳng hiểu lần này Hắn nghĩ gì mà đứng đó Hít sâu muộn hơi Như thể đang ngửi được mùi vị nguy hiểm Ở đâu đó Hắn đi dọc theo những hàng thây khô Và xăm soi từng tí một Thầy hắn đã kiểm tra xong Đống thây khô ở phía đối diện Chỉ cần quay người lại Là sẽ đến phiên chúng tôi Giờ không động thủ thì không được Tôi lập tức nắm thật chặt Thanh kiếm phạt trong tay Chỉ cần hắn tới bên cạnh tôi Tôi sẽ tặng cho hắn một bất ngờ không cần hạ gục hắn, chỉ cần có thể tranh thủ được chút thời gian cho Tôn Mập ra ngoài và đưa nhân vật như Ngô Nhân Địch hay Thượng Thiện tới là được. Chỉ khi đó, chúng tôi mới có một chút hy vọng sống. Tên bí ẩn kia càng lúc càng tới gần, tôi cũng càng lo lắng hơn, trong đầu âm thầm tính toán xem khoảng cách giữa tôi với hắn nên là bao nhiêu để có thể ra đòn một cách thuận lợi nhất. Khi tên kia bước tới vị trí mà tôi đã xác định và tôi đang định nhảy ra từ sau đống thầy khô thì khoảng không phía sau hắn chừng 10 mét bông rừng biến mất. Sau đó, một người đàn ông tóc trắng mà tôi rất quen thuộc nhảy ra ngoài. Cùng lúc xông ra, anh cùng khoảng hai cây đinh đồng lớn với ánh vàng sáng quắc về phía kẻ bí ẩn giấu tên là Dương Kiêu. Vừa rồi, còn thấy anh ta nằm cạnh Dương Quân và Chu Doãn Văn. Tôi mập còn tan cho hai má trái phải của anh ta mỗi bên một phát mà không buồn tình, chẳng ngờ lúc này dương kiều sẽ xuất hiện khi dương kiều bước ra từ giữa khoảng không kẻ bí ẩn cũng đã quay lại đối đầu với anh ta và nhanh như cắt bắt lấy hai cây đinh đồng lớn mà dương kiều phi đến sau đó hắn cười gằn nói diễn cũng không tệ lâu này ta còn tưởng mày ngất đi thật đấy không ngờ lại là giả vờ chỉ tiếc là diễn tốt nhưng lại Hắn còn chưa nói xong Đầu ngón tay cái của Dương Kiêu Đã ấn hờ xuống dưới Hai cây đinh đồng trên tay kẻ kia Lập tức phát nổ Sau khí từ vụ nổ Khiến hắn ngang ngửa về sau Nếu không nhờ vách thuyền phía sau đỡ lại Có lẽ hắn ta đã bị nổ bay ra ngoài rồi Nhưng chỉ như vậy Cô không khiến hắn bị hề hấn gì Trừ việc cháy bớt quần áo trên người Chẳng qua đòn vừa rồi Đã vô tình khiến hắn bước tới phạm vi mà tôi âm thầm chờ sẵn tôi liền nhảy khỏi đống thây khô sau đó đâm kiếm phạt vào lưng hắn không ngờ hắn vẫn phát hiện được chỉ trong nháy mắt đã quay đầu lại đỡ kiếm đồng thời còn truyền một luồng sức mạnh cực lớn từ tay hắn sang lưới kiếm phạt từ đó truyền vào cơ thể tôi luồng sức mạnh này lan tràn ra khắp mọi hướng trong cơ thể tôi nếu không nhờ hạt giống che chở thì chắc bây giờ tôi đã bị xé nát rồi có điều thất khiếu của tôi Vẫn có máu tuôn ra không ngừng Vậy nhưng Kẻ kinh ngạc lúc này không phải tôi Mà là tên kia Từ đầu tới cuối trên bàn hắn Vẫn là cái vẻ không thể tin nổi đấy Nhưng chỉ thoát cái Sự không thể tin nổi này Đã đổi sang sự vui mừng khôn tả Hắn cười vang lên bảo tôi Ngô biển cho mày hạt giống phải không <laughs> Thật không ngờ đến cuối lại là tao được hưởng đấy. Hắn hình hoàn như vừa trúng số vậy. Tôi lo máu trên mặt đi, sau đó mới đáp. Hạt giống đúng là đang ở trong cơ thể của tôi. Cơ mà ai nghĩ anh có khả năng lấy nó ra ư. Đúng là cũng có mấy người biết cách tách hạt giống ra khỏi cơ thể tôi. Nhưng trong số đó chắc chắn không có anh. Ai bảo mày là tao muốn lấy sức mạnh của hạt giống chứ? Tên kia vừa nhìn tôi chằm chằm vừa nói tiếp Làm thế phiền chết đi được Ta có cách đơn giản hơn nhiều Ăn thịt mày là xong Ăn xong có thể gián tiếp Hợp thù sức mạnh đấy rồi Dù làm thế thì trong 10 phần sức mạnh Chỉ lấy được 2-3 phần Nhưng món quà gần như là Biếu không thế này Sao tao có thể từ chối chứ Hắn ta cứ nhìn tôi chừng chừng Khi nói tới những lời này Như đã thật sự coi tôi Như một con kiều non chờ làm thịt vậy bây giờ trong tay dương kiêu lại xuất hiện thêm hai cây đinh đồng nữa anh cùng không lên tiếng mà định ra đòn nhờ lúc kẻ bí ẩn đang mải ngắm nghía tôi chỉ tiếc là một tích tắc trước khi anh dương ném đinh đồng đi tên kia đã thình lình quay đầu lại cười gằn với anh ta đồng thời giơ ngón tay cái của hắn lên ân hờ xuống trước dương kiêu thời điểm ngón tay của hắn ấn xuống hai cây đinh đồng trong tay Dương Kiều cùng phát nổ. Dương Kiều lập tức bị bắn văng ra ngoài. Khi rơi xuống đất, đã máu me đầm đìa. Giải quyết Dương Kiều một cách nhanh gọn xong, tên kia lại điền về phía tôi nói. Ta không biết lúc mày chết rồi, sức mạnh hạt giống có bị biến mất không? Để không phí hoài cái hạt giống đấy, tao sẽ ăn tươi nuốt sống mày. Là nữa, có lẽ sẽ đau đấy, mày cố mà chịu đựng nha. Tao sẽ ăn nhanh thôi, ăn hết thì đau cũng hết đấy. Trong lúc nói mấy lời kinh tởm đó, Hàn Cung thông thả bước tới gần tôi. Sau lưng tôi đã là vách thuyền rồi, không có chỗ lùi thêm nữa. Thôi thì liều mạng với hắn, đánh không lại, vẫn còn cách tự sát. Bông tôn mập giòn rén, thò được cái đầu ra khỏi đống thây khô. Nọ tam thế trong tay cậu ấy đã chia về phía đầu của tên bí ẩn kia. Đợi ngày trước khi Tôn mập bóp lẫy nọ Dương Kiều mau mè thâm đấm người Chợt lào đảo đứng dậy Cười khẩy điền kẻ ở trước mặt Năng lực của mày cao đấy Tiếc là chọn sai địa điểm rồi Rất lời Dương Kiều tự cán rách đầu lưới của mình Và đẩy máu chảy dọc theo khóe miệng ra ngoài Trong khi máu đang chảy xuống Anh ta chậm rãi Làm nhầm mấy âm tiết không rõ nghĩa Theo âm tiết cuối cùng được thốt ra bầy thây khô chất đống trong khoang thuyền Cũng bắt đầu cử động những thầy khô ở gần tên bí ẩn kia nhất thình lình trồm lên hắn như bầy khỉ sống rồi bắt đầu cắn xé không chỉ có mấy cỗ thầy khô này toàn bộ thầy khô trong khoang thuyền đều rủ nhau sống dậy và lao vào chỗ hắn mấy thầy khô chất đống che khuất tôn mập cũng đạt thức tỉnh khiến tâm thần béo mấy trăm ký của cậu lộ ra sau khi bị lộ việc đầu tiên tôn mập làm không phải là sốt sắng Bộ đâm một phát tên về phía kẻ bí ẩn mà là quay sang hét với tôi ờ mau chạy thôi mấy cái xa khô này không giữ chân nó được lâu đâu chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây lúc tuần bập nói tôi đã chạy về phía cậu ấy rồi đang dìu dương kêu ra ngoài thì phía bên kia lại có chuyện phát sinh hàng loạt tiếng nổ vang lên liên tiếp trên người hắn chỉ thấy những thầy khô chạm được vào hắn đều bị nổ tung thành bụi may là còn những cố thầy khô khác Trong khoang thuyền Không ngừng xông lên lấp chỗ trống Dù bầy thầy khô lao đến Để bị nổ thành bụi Như thiêu thân lao vào lửa Nhưng may mà Có số lượng bù đắp chất lượng Vẫn tranh thủ được một chút thời gian cho chúng tôi Hết trường 19 Mời các bạn nghe tiếp Trường 20 Bạn cũ tới Người dịch Nguyễn Thị Mì các bạn đang nghe chuyện biệt đội săn quỷ Chỉ tới phát sóng duy nhất trên kênh youtube MC Nguyễn Thành Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo Cũng như là việc nghe trên kênh Là một cách để ủng hộ người đọc Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Trong quá trình Vô số cốt thây khô Trốm lên người tên bí ẩn Để rồi biến thành bụi mịn Tôi và Tôn Mập đưa Dương Kiều Chạy ra khỏi khoang thuyền này Dương Kiều mất rất nhiều máu Nên gần như không thể tự đi được Cứ dìu anh ta vậy thì thật sự ảnh hưởng tới tốc độ. Tôi bèn cóng anh ta lên và để tôn mập dẫn đường chạy lên trên bong. Sau lưng chúng tôi, tiếng nổ vẫn vang lên không ngớt. Khi chúng tôi lên đường tới mặt bong, thì tiếng nổ bên dưới mới ngừng lại. Sương mù trong không trung lúc này càng lúc càng dày. Nhưng chỉ cần có thể quay về tàu của chúng tôi. Sau đó, chọc thùng khu vực bị sương mù bao vây là thoát được khỏi vùng biển này. Một tích tắc trước khi chúng tôi định nhảy khỏi thuyền, vị trí chính giữa bong thình lình nổ tung sau đó kẻ bí ẩn trột mắt kia xuất hiện với vẻ mặt cười hằn học hắn nhìn ba chúng tôi đầy giễu cợt rồi lên tiếng ta nói chúng mày không hiểu à chúng mày lên thuyền được nhưng muốn xuống thuyền thì phải được tao lời này còn chưa nói xong tay của hắn đột nhiên giơ lên nắm vào không khí sau đó một mũi tên nhỏ nhắn xuất hiện trên cái tay đó Hắn nhìn mũi tên mình vừa tóm được Và nói với Tôn Mập Tao thấy tiếc cho nó tam thế thật đấy Sao lại rơi vào tay mày cơ chứ Nhưng mày đừng lo Sau này tao sẽ dùng nó có ích hơn đấy Vừa nói hắn vừa rút kiếm tội ra Không lãng phí thì giờ nữa Để tao tiễn chúng mày lên đường Rất lời hắn bước đến Có lẽ phải để Dương Kiêu chịu khổ một chút Để anh ta dùng huyết độ dẫn tôn mập chảy đi còn tôi sẽ ở lại liều chết với cái thằng dấu tên kia thôi nhưng đúng lúc này một giọng nói bông xuất hiện từ khoảng không an nguyên mày dám dùng món thần khí này để giết người thật đó âm thanh này mờ mờ ảo ảo nói được dứt chừng thì một bóng người nhạt nhòa hiện ra phía sau tên bí ẩn kia người này cố ý che giấu nhận dạng của mình dù giọng nói rất quen tai Để tôi chưa thể nhớ ra đó là ai Lông giọng nói vang lên Cái tên An Nguyên Vẫn giấu tên từ bấy đến giờ Lập tức quay đầu lại Nhìn vị trí phát ra âm thanh Dựa vào nét mặt của hắn Thì có vẻ không bảy may phát hiện Có một người như vậy Đứng phía sau mình Và cũng giống như tôi Hắn không rõ người kia là ai Chỉ biết giờ kiếm tội về phía đó Hét lên thằng bà mẹ nào đây mày lên thuyền lúc nào tao đã hạ cấm chế trên con thuyền này người bình thường không thể lên đây mà tao an nguyên mê nói được một nửa bao người đứng đối diện với hắn đã mỉm cười và cắt ngang một cách không khách sáo cái trò hề bắt trước người lớn đó của mày cũng dám không biết xấu hổ gọi là cấm chế sao nói tới đây bao người giơ tay lên những thứ như đá bị vỡ vụn từ từ rơi ra Cục đá mẹ này cũng xứng gọi là tâm trận à <laughs> Coi trận pháp đã bị hóa giải từ mấy trăm năm trước như bảo mối Ở trên thuyền lâu đến ngu người rồi đúng không? Thấy vụn đá đang bay lả tả ra tứ phía Cơ thịt trên mặt an nguyên giật lên từng hồi trong vô thức Hắn cứ nhìn chằm chằm vào cái bóng trước mặt Nhưng cơ thể thì lùi dần về phía mạn thuyền vừa lùi an nguyên vừa nói tao có nhiều kẻ thù lắm đừng cất công trốn tránh thế hiện thân đi kể cả có muốn cái đầu này của tao thì cũng xuất hiện nói cho rõ ràng biết đâu để tình bằng hữu an mỗ sẽ tự dâng lên bằng chính đôi tay này lúc nào muốn mày thấy mày tự nhiên sẽ được thấy thôi bóng người kia vẫn ung dung như thường giờ còn chưa phải lúc có một vị tiên sinh bảo mày chờ một chút lát nữa người ta sẽ ra nói chuyện với mày bây giờ trong đầu an nguyên xuất hiện vô số câu hỏi hắn vốn muốn sông lên và bất ngờ cho bóng người trước mặt một chiêu nếu khi nhớ đến việc người này âm thầm ẩn thân sau lưng mà hắn còn chẳng biết chứng tỏ bản lĩnh của hai người cách nhau quá xa hành đành tạm thời gạt bỏ ý tưởng của mình trước mắt Hắn chỉ có thể dương nguyên hiện trạng Yên lặng theo dõi tình thế biến đổi mà thôi Dù An Nguyên không biết người kia là ai Nhưng Tôn Mập đang đứng dựa vào mạn thuyền lại khác Cậu ấy tìm thuốc sinh huyết cho Dương Kiều Ở trên người anh ta trước đã Đợi cho Dương Kiều nuốt thuốc xong Mới cười hề hề Nói với bóng người ở sau lưng An Nguyên <laughs> Không phải tôi nói chứ Hẳn chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó phải không đại ca? Nếu đã từng gặp thì ông anh cho cái ám hiệu đi nhờ? Để cho mấy anh em chúng tôi bớt thấp thỏm một chút. Bóng người làm như không nghe thấy, không trả lời. Cũng không có ám hiệu gì. Vẫn điên chăm chăm vào tên An Nguyên ở trước mắt mình. Người này tạo cho tôi một cảm giác. Anh ta không vừa ít tôn mập cho lắm. Xong tôn mập lại chẳng thèm quan tâm thi thoảng sẽ đai bồi thêm vài câu với bóng người dù không nhận được bất kỳ phản hồi nào để cậu ấy vẫn cứ tự biên tự diễn mà chẳng cảm thấy ngượng ngùng gần như phải bảy tám phút trôi qua mà nghe thấy có tiếng bước chân vọng lên từ dưới bong thuyền sau đó một người tóc trắng xuất hiện trước mắt chúng tôi cậu ông chẳng phải người lạ lùng gì mấy năm trước tôi còn gọi ông ta một câu sư phụ là Quảng Nhân Thế Quảng Nhân xuất hiện Cái tên An Nguyên thích giấu tên kia Bắt đầu trở nên hoàng hốt Để tới vẻ mặt của hắn Lúc hy vọng Ngô Nhân Địch Và Quảng Nhân có thể đấu nhau tới chết Xem ra Vị đại phương sư Quảng Nhân trước mắt này Cũng là một cơn ác mộng đối với hắn Quảng Nhân xuất hiện Thì cũng đủ hiểu bao người đang che giấu dung mạo kia là ai Sau khi thu hồi thuật pháp giấu mặt bởi mái tóc đỏ rực như lửa hiện ra An Nguyên thích Quảng Nhân Và Hòa Sơn Thì lại tiếp tục thối lùi thêm mấy bước nữa Rồi nhóng một cái Tôi chỉ thấy Một vòng tròn màu đỏ xuất hiện trên sàn thuyền Bây giờ An Nguyên đang ở giữa vòng tròn này Nhìn hắn có vẻ như đang thở phào nhẹ nhõm Hắn mở miệng Niệm một câu tôi không hiểu Trong khi hắn niệm chú Quảng Nhân và Hòa Sơn vân như cười như không đứng đó nhìn nhìn cho tới khi hắn đọc xong mà vân không có bất cứ chuyện gì xảy ra giờ thì an nguyên bắt đầu thấy sợ rồi hắn run run ngẩng lên nhìn quảng nhân và hòa sơn lắp bắp hỏi các người các người đã làm gì quảng nhân cười nhạt và cất tiếng <laughs> anh đã trốn đi mấy lần rồi mà không rút ra được bài học gì sao tôi cũng không ngờ anh trốn trên con thuyền tế này đấy. Bành lệnh từ 800 năm trước của Đại Phương Sư, rốt cục cũng đã đến lúc thực hiện được. An Nguyên, trước đây anh tự ý ruồng bỏ cánh cửa Phương Sĩ. Đại Phương Sư đã tha thứ cho lỗi lầm của anh. Thế nhưng, chuyện anh trộm mất một cuốn pháp tịch mất tích của phái chúng ta, lại giết hại đồng môn thì không thể không trừng phạt. Năm xưa, Đại Phương Sư đã hạ lệnh tước bỏ kiếp sống lúc bấy giờ của anh vậy mà anh năm lần bảy lượt chạy trốn giờ thuật pháp của anh đã bị chặn rồi Đệ tình cùng là người của phái phương sĩ tôi cho phép anh tự sát sao còn chưa thực hiện đi chú thích pháp tịch phương pháp tu luyện bí mật cao siêu chỉ được sư phụ truyền lại riêng cho đệ tử trong một môn phái hết chú thích ờ khoan khoan Tôi có chuyện muốn nói An Nguyên cuống cuồng hét lên Việc trộm mất pháp tịch Và sát hại đồng môn thì tôi nhận Nhưng anh và Ngô Miễn Đã truy sát tôi mấy trăm năm rồi Bao nhiêu năm như thế Tội phạm phải đã trả giá đủ rồi Không thể coi như là chuộc tội được hay sao Nói tới đây Hắn ta dừng lại thở lây hơi Rồi mới tiếp tục Trong tay tôi còn một món bảo bối bí mật của phái phương sĩ Chỉ cần anh tha cho tôi lần này Tôi giao bảo vật kia ra cho anh cũng được Bà trả nó về cho từ À cho đại phương sư trước đây cũng được Chữ món bảo bối này Trong tay tôi còn có Đại phương sư nói rằng Ngài không cần mấy thứ đấy Còn anh nhất định Phải trả lại tính mệnh của kiếp này Quảng nhân nhìn an nguyên giây lát Mới tiếp lời nếu anh đã không định tự kết liễu mình Vậy thì tôi Không chỉ có thể để Hòa Sơn Tới giúp anh Tình thế hiện tại Bông dưng thay đổi 180 độ Biến thành chuyện thanh trừng Trong phái phương sĩ của Quảng Nhân Và Hòa Sơn Đừng nói là tôi Đến cả Tôn Mập Cô không dám hó hé gì Hai chúng tôi không ai bảo ai Tự dìu Dương Kiêu lùi về sau mấy bước Hy vọng lát nữa Mà có biến thì cung không đến nỗi châu bò đánh nhau rồi muối bị ảnh hưởng. An Nguyên lúc này trông có vẻ suy sụp, hắn nặng nề thở dài, sau đó nâng thanh kiếm ngắn lên, lưỡi kiếm hướng vào cổ của mình, làm ra vẻ chuẩn bị rạch xuống. Thế nhưng đúng lúc này, tay An Nguyên thình linh chuyển động, lưỡi kiếm tội lật lên, mua kiếm sượt qua cổ hắn, rồi phóng như chớp giật thẳng vào quảng nhân. Hết trường thứ 20 Vậy là phần này Xuất hiện thêm một tên An Nguyên Người ở cùng thời đại với Quảng Nhân Và Ngô Nhân Địch Tên An Nguyên này Cùng trong phái với Quảng Nhân Nhưng hắn đã trộm pháp tịch Và giết hại cả đồng môn Quảng Nhân đang muốn giết chết hắn Vậy An Nguyên có chết không? Vì sao hắn lại bắt cóc chu đế lên thuyền? Mọi thứ sẽ được diễn ra vào hồi sau. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin chào và hẹn gặp lại.